là mấy rồi con con bên hỉ đi nặng hơn đúng không? Ừ, nặng hơn kìa, nặng hơn. Đây lần đầu tiên là song hỉ là gặp mặt anh cô luôn nha cả nhà. Không, thật sự luôn ngon. Món này rất là tiện luôn nè. Ở dưới là mình hay bắt cua đồng. Hôm nay cho chị là để nè. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và Diễm đang có mặt tại quán 54 Tân Sơn Nhì các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cùng với tất cả các bạn thưởng thức một đại tiệc hải sản trước khi mình lên đường đi ra Tây Bắc các bạn ạ. Tuy nhiên hôm nay thì mình sẽ thưởng thức với những người bạn rất đặc biệt. Trong đó đặc biệt nhất là bạn Song Hỷ Vlog vừa mới từ An Giang lên. Thì hôm nay bạn Song Hỷ sẽ lần đầu tiên ăn tôm hùm và kinh giáp rồi các bạn ạ. Thì thật sự là bữa giờ là cũng hơi lâu lâu rồi là mình chưa có thưởng thức kinh ráp với lại tôm hùm. Và ngày hôm nay thì cũng là một clip đặc biệt trước khi mà tụi mình bắt đầu cái hành trình là đi Tây Bắc. Chiều ngày hôm nay thì cũng thông báo một cái tin vui là Diễm đã đóng xong một cái thùng hàng là 100kg của hũ dừa sấy khô sang Canada gửi cho chị Thúy. Thì mình sẽ để cái địa chỉ của chị Thúy lên để mọi người chuẩn bị mua hàng nha. Ngày hôm nay thì đại tiệc hải sản nhưng mà mình cũng sẽ cầm theo hai mặt hàng mới của Phan Diễm. Đó là củ hũ dừa sấy khô đây. Và thịt trâu gác bếp. Đó. Hôm nay là sẽ lần đầu tiên đãi Song Hỷ Vlog thưởng thức hai cái món này nha cả nhà. Đây là hai cô hot girl là đang đứng ở trong đây rồi. Xin chào tất cả các bạn, lâu lắm rồi anh Cua mới xuất hiện trên kênh của Phạm Dũng. Theo mình biết là bữa giờ bạn anh Cua đang rất là tất bật để chuẩn bị khai trương quán bún nước lèo siêu to khổng lồ ở một địa chỉ mới luôn. Địa chỉ là số bao nhiêu anh Cua? Địa chỉ mới là số CC25 đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, ngay ngã tư Nguyễn Giảng Thanh và Trường Sơn nha các bạn, trong cư xá Bắc Hải. Đúng rồi, nói một cách đơn giản thì các bạn cứ tới công viên Lê Thị Riêng là các bạn sẽ tìm được quán anh Cua ngay gần công viên Lê Thị Riêng các bạn. Và hiện tại thì phải nói đang sửa sang rất là đẹp luôn. Các bạn tới thì sẽ cảm thấy rất là thoải mái với cái địa chỉ mới này. Hôm nay bạn Song Hỷ cảm thấy như nào khi mà tới Sài Gòn? Trong những ngày qua là mình đã đi thưởng thức một số món ăn Sài Gòn rồi. Em thấy cảm thấy rất là vui luôn. Mà đồ ăn đặc biệt ở đây rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Mình có hỏi Song Hỷ là có đã thưởng thức kim đáp với lại là tôm hùm chưa? Thì hôm nay là mình muốn tạo một cái sự bất ngờ cho Song Hỷ. Song Hỷ có thể nói là mình đã thấy cái món này ở dưới cái kia có nhiều không? Có, cũng có nhưng mà mình chưa từng ăn. Bây giờ mình sẽ lại gặp anh chủ quán đi. Hôm nay thì mình có dặn anh Chen, em chào anh, chuẩn bị cho mình một số mặt hàng rất là đặc biệt. Sau đây hơi chờ lâu tí xíu, giờ này kẹt xe. Nãy giờ là anh phải chạy từ bên quận 7 đi về đây để gặp mình vào bữa tối ngày hôm nay các bạn ạ. Thì trước khi qua đây mình có dặn anh Chen là chuẩn bị cho mình rất là nhiều món ngon. Thì hôm nay là dự kiến là sẽ có những món gì anh? Những con gì anh? Cái con này là em chưa có quay là chắc chắn luôn nè. Con gì anh nhỉ? Một chút xíu vô mặt mí. Wow. Bây giờ là bí mật. Rồi còn những cái mặt hàng mà em quay hàng ngày á, thì bữa nay cũng có nhưng nó hơi to hơn bình thường tí xíu. Gặp Phạm Dũng là phải to hơn bình thường. Đúng. Các bạn ạ. Phạm Dũng nó không được to mà nó thích đồ to. Nhưng mà hôm nay bạn Diễm có một món rất là đặc biệt muốn nhờ anh chế biến. Nói là hơn một chút nữa là gọi là thử thách các bạn ạ. Hôm nay là em có củ hũ dừa sấy khô. Mình chào hàng với lại là quán 54 Tân Sơn Nhì luôn là cái này anh ngâm một xíu xong rồi anh cho em xào thành hai dĩa với lại là bào ngư bạch tuộc. Bào ngư bạch tuộc. Bạch tuộc mình hay là bạch tuộc bạch tuộc hay là ốc móng tay không anh? Ốc móng tay nhiều lắm em. Dạ cho ốc móng tay ha. Bây giờ để em hỏi anh đi, nhưng mà theo anh thì cái củ dừa này anh đề xuất là xào với cái gì? Ngoài những món mà Diễm vừa nói. Xào tôm thịt á. Xào tôm thịt. Cái món đó thì quá là nổi tiếng tôm rồi. Tôm mực đi. Tôm mực. Ok luôn. Rồi hôm nay mình thấy bạch tuộc rất là ngon. Mình thấy bạch tuộc nữa. Cho em xào với con này nha. Thấy anh hoang mang quá rồi tao. Không. Tại vì cơ bản em thử thách cái này với anh quá đơn giản. Anh đã biết nó bao giờ đâu. Đây, con cái này là em nhờ hấp. Cái này anh biết nè. Cái này là anh ăn nhiều rồi nè. Anh khỏe. Nói là tối nay mình sang rồi mình đặt hàng thì á, cái câu anh nhắn lại cho mình là em nhớ mang thịt trâu gác bếp theo nha. Đúng rồi. Thì
ở đây cũng có nhiều người hỏi lắm, mà mỗi lần người ta hỏi là anh phải chỉ vô trong em này dễ cái này sớm. Là gỏi món xào món đúng không? Đúng rồi, nhưng mà mình phải ngâm cho nó nở căng hay gì. Okay, ngâm nước ấm thì càng tốt. Em cái này là mình làm một nửa hay làm hết luôn? Hấp hết luôn này. Đấy rồi, siêu to không lờ mà ăn nữa, anh ta nói là mới có to có nữa. Này là ok cái này bà bắt dùm một miếng nước ấm ấm đi, ngâm đầy nước luôn nha chị. Này đây Châu đây, vừa mới từ Tây Bắc gửi vào các bạn ạ. Không, anh nó làm này cũng tiện với bộ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, chứ tại vì á nhiều khi mình mua của hũ tươi cũng không có, cái này làm gì làm về mình ngâm nước nó ra nó tiện hơn. Đúng rồi, cái này là 2 lạng rưỡi thôi nhưng mà ngâm nó nở nhiều lắm. Đấy, 4 dĩa gỏi hoặc là 4 dĩa xào. Thịt Châu Gác Bếp giá hiện tại là mẫu mới là giá là 1 triệu 1 ký nha cả nhà. Đây, các bạn xem số thịt nè, đều tăm tắp luôn. Này hấp cách thủy với bia nha, thôi mình đi vô hồ nha. Trong mấy ngày tới thì anh em mình sẽ đi Tây Bắc là chắc khoảng 15-20 ngày là, thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ hải sản Phan Diễm rất là nhiều. Rồi ghé qua ăn bún nước lèo của Ánh Cua, tại vì Ánh Cua sẽ khai trương trong lúc mà mình đang đi ra Tây Bắc. Thì sau khi mà mình về thì mình sẽ sang review cửa hàng của Ánh Cua. Còn mấy ngày mà mình đi thì mọi người ở nhà ủng hộ để Diễm kiếm ít tiền đổ xăng nha mọi người. Bây giờ mình đi vào lấy món đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay đi. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên bạn Song Hỷ Vlog thưởng thức tôm hùm kinh đáp ở quán 54 Tân Sơn Nhì nhé bạn. Món đặc biệt nhất là món gì anh? Cái này là bình thường. Bình thường. Bây giờ bắt con nào bất thường cho em đi. Đi kiếm cái con không bình thường. Thẩm Dũng mà bình thường không làm nữa. Đây nè. Dạ. Có gì đây anh? Hả? Con ốc này là con ốc này anh dám chắc em chưa quay mà bản thân anh cũng chưa biết. Bữa nay mới biết luôn. Cái này mình như là mình có nhìn thấy ở đâu đó rồi. Để mình đoán nha, anh Cua đoán con gì? Ốc gì? Nó ném về loại ốc đó, nhưng mà tôm thì biết chưa biết. Theo không phải là ốc gì? Cái con cái ốc gì luôn, con này lạ quá. Mình biết tên, nhưng mà mình chưa review con to này. Ốc tai tượng. Ốc tai tượng hay quá em ơi. Ốc tai tượng. Anh cũng mới biết được. Ui, cái màu nó cay chỗ này nó xanh luôn nè em Dũng này. Nhưng mà xanh đó là gì? Mình thấy cái con này mà bự mà cái vỏ tay vậy. Ôi. Vậy? Cẩn thận nha. Em cái con này nó kẹp nó không lấy được đâu. Không, lần đầu tiên mới gặp nó nên cho nó cho. Con này coi thử anh. Ôi. Nó dữ quá. Nhưng mà sao nặng quá vậy? Hồi nãy hồi sớm là anh chụp cho em là chị nhập con này là 2 ngày 3 ngày rồi mà em hỏi anh nó có cái gì không, anh không biết có cái gì nữa. Con này là bao nhiêu ký, nặng quá trời. À, cái nó to chứ giá mềm lắm em, 350 ký. 350 ký thôi. Không, ý em nói là cân nặng. Nó chắc 700 ký em. 700 ký lắm. Thế là con này 350 một ký, nó khoảng hơn 2 triệu một con này. Đúng rồi. Nó nặng ghê ha. Nhưng bự lắm. Chứ ốc giác của mình là mắc hơn á nha, ốc giác vàng mắc hơn. Đây hôm nay có ốc giác này. Con này cũng 5-6 ký á. Nhưng mà em hơi bất ngờ vì cái con này quá nặng quá phải biết sao đợi. Tại vì con này nó ít quá, nó cũng chưa có trên thị trường nhiều á, nên cái giá cả nó cũng không nghĩ cầm được. Xong thì bé nổi không? Cẩn thận nha, nó sắc á, nó cắn á. Nhưng mà anh nghĩ còn đang mình thăm nó dễ hơn là mấy con kia đấy em. Đúng không? Ủa nó không dữ lắm hả anh? Bạn Song Hỷ là chân yếu tay mềm hơn bạn Ánh Cua và bạn Diễm rất là nhiều, là cầm không nổi luôn. Nhưng mà phải nói là cái bạn đó quan trọng mà nó lạ. Con này làm món gì anh? Hả? Lẽ chút xíu hỏi bếp đi. Lần đầu tiên nhập về quán. Nhưng mà con này để cho là chưa biết nó. Đẹp nhập. Nhưng mà cái miệng của nó gợn sóng, kiểu gợn sóng. Để bảo em mở tay vô coi nó có gẹp em không? Đấy. Nó mới gẹp anh đó. Nó ghê nha. Nhưng mà hôm nay em thấy có tôm tích khổng lồ nè. Cái đó tôm tích ta ăn đáng được mà. Hình như là 3 con, 4 con ký đấy em. Cái này là gọi là tôm tích bằng đúng không? Dạ, con này nó nằm ở cửa biển gì á. Dạ. Cửa biển Cà Mau có không em? Biển Cà Mau hả? Có này không? Em thấy chỉ không có con này, có con tôm tích kia thôi. Vậy là cửa biển Thái Lan có đó. Bơ Thái Lan gần bơ Thái Lan gần. Thật sự là ngày hôm nay là Diễm có gọi điện qua để đặt một con king crab to với lại là một con tôm hùm để
biệt là coi như là một cái bữa tiệc để lấy may trước khi mà mình lên đường đi Tây Bắc, thì để xem là coi con kinh giáp hôm nay được bao nhiêu ký nha. Anh qua coi con này bự hơn nè. Con nào bự nhất mình lấy con đó nha. Hôm nay kinh giá bao nhiêu một ký anh? 1.9 nè. Giá là mềm hơn những không, bữa nay mắc rồi đó. Bữa nay nó lên lại chứ bữa hổm có 1.8. Có nó có ngàn. Chắc tầm 3 ký gì vậy mà. Để anh coi kìa. Lấy cái này. Bình thường. 2.86 ký. Rồi. Con này không cần cân. Chưa. Cây cân của anh đó là nó có chế độ chờ giống như là chờ vậy đó. Anh nên đầu tư cây cân mới đi. Bây giờ mình mới mua mà nó vậy đó. Mình chờ nó không giảm đi mà nó lại tăng lên hả anh? Cái cân gì kỳ vậy? Chờ này chờ có lợi chứ chủ. Giống như là mình chạy xe vậy, là cái xe mới ra trễ chạy từ từ nó mới lên. Cân là lên tăng cân từ từ. Anh ơi đưa cho em Me để bạn xong nghỉ bế em này đi. Cầm sao anh? Em muốn cầm xem cầm nhé. Cái này nó kẹp nha. Con này ok chị. Nó thầm mà đúng rồi, thầm là mấy con này nó thầm. Con này có vẻ là con này chân nào, chân bự, chân bự hả? Hai con thì theo bạn điểm lấy con nào? Anh cua cầm đi. Anh cua hai con này nặng chắc luôn á. Cái này là được tặng này. Đây. Không, con bên hỉ đi. Nặng hơn đúng không? Thế thì mình lấy con to nhất. Cái con to này mà lấy. Mình cảm giác là con kia nó khỏe hơn hay sao á. Nó trả anh nè. Không, em trả hỏi chết luôn á, bỏ vô hồ đi. À cho em, đây mình lấy con này đi. Cho em con một con tôm nữa. Cũng lâu lắm rồi mình không có review King Giáp các bạn. Ôi, con này bự nè anh. Con này đây, con này đây. Con nào bự nhất em lấy con đó nha. Từ đi, còn chế độ chờ nữa em. 3 ký 1. Bây giờ em bỏ cái này lên cái. Con này đưa xong hỉ cầm. Cầm những gì ha? À, cầm hai cái càng cũng được. Đúng vào đây này. Đây này. Đó, xong hỉ lần đầu diện kiến tôm hùm Alaska này. Đúng rồi. Đưa cái con tôm nào cái càng kèo. Con này quá to luôn á. Mẹ ổng con tôm lên mẹ cười thấy thế này vậy. Con này bây giờ là bình thường là mình hấp rồi, bây giờ con này làm gì thế anh Dũng, hay nên mình làm gì đây? Mình hấp rất là nhiều rồi. Hôm nay bạn đánh cua có đề xuất món gì không hay là vẫn hấp? Thôi giờ hấp luôn. Nè bạn rồi, hấp thích hấp luôn. Thế thì hai món này hấp ha. Nè bạn hấp có gì cầm nè, cầm này đi cho đỡ. Thôi chụp hình, chụp hình, chụp hình. Để em quay đầu cứ vậy. Không chụp về luôn. Đây, dây là màu đỏ phía sau này. Mình làm cái đây nha. Đó, thấy chưa? Đây, đứng ngang hàng nhau luôn, đứng ngang hàng luôn này luôn. Đây. Đây. Quá đẹp luôn. Hôm nay sẽ là một bữa ăn với toàn bộ là hải sản siêu to khổng lồ. Con này là 3.1 ký. Con này là con này 2.9 ký. Không có đâu, hồi nãy nó âm 12 gram luôn. Đây là 3 ký luôn. 3 ký hơn chút xíu. Con này là 8 ký. Bây giờ bỏ lên chăng? Bỏ con này mấy ký anh? Con này chắc phải 5-6 ký. Rồi cân luôn. Cân luôn lên chăng. Nặng quá. Cẩn thận nha, con này là nó có cái cạnh rất là sắc ấy. Từ từ, nó có chế độ chờ. Vậy là 6 ký mấy? 6 ký mấy ký? Nó lên 8 ký bây giờ. 668 số đẹp luôn. 668. 668 đi. Rồi, lấy con này lên lúc đó là lên hơn 7 ký đó. Vậy là lọc lọc phát. Đúng không? Con này 668 luôn à? 468 hả? 488. Nó hết lên rồi. Nó chờ rồi. Nghĩ rồi. Anh chịu quá là anh cũng có chờ thì nó tăng cân lên các bạn. Trời ơi. Không, nhưng mà 88 luôn là số đẹp rồi. 488 và 688. Hồi nặng quá em cầm đi. Nhưng mà coi. Nước này. Nhưng mà nói là đó. Ông biết chuẩn bị phụt nước ở trong đưa qua cho mình. Lần đầu tiên mà mình thấy con này tưởng to vậy luôn á. Ừ, anh cũng không biết nó luôn. Nhưng mà bây giờ làm món gì mới quan trọng á. Thì ốc chắc cũng làm giống mấy kia thôi chứ gì đâu. Hôm nay giờ ốc hấp nguyên con. Không, này phải là cắt nhỏ ra rồi xào. Hay là rau muống hay là rau muống dừa. Đúng rồi, đúng rồi. Rau muống dừa luôn. Ok. Mình nướng hay gì hay là mình làm nhiều món.
làm mấy món. Giờ anh nhập con ốc này về để cho bạn cũng review món mới nhưng mà vẫn chưa biết là chế biến kiểu gì của bạn. Tại vì lần đầu tiên nhập về. Chưa có thời gian mà sẵn lên để làm món gì luôn. Thôi bây giờ là cho hai con này là đem hấp này. Rồi hai con ốc mình sẽ chế biến món. Mình lấy mấy con tôm tích đây nha. Ôi, cái này là con này con gì với tôm tích gì em? Thôi, con này sao nhìn nó giống như con bò biển á. Nó to quá. Không chứ. Nó giống như là con thú vậy. Nó giống con thú để cắn. Cái gì mà cắn. Năm lạng rưỡi, còn 5 lạng rưỡi. Nó còn lên nữa không? Thảo nghĩ rồi. Ghê đi trời. Ô, con này lột đi xong mà mềm quá ta. Đúng rồi, nó chuẩn bị lớn nữa đó. Nó mềm xèo hả? Mềm xèo luôn. Ôi, nó mềm xèo hả? Nó có bún không? Nó đang lột. Nó đang lột đấy. Gạch này, gạch. Ăn con này luôn đó ngon. Gạch này. Ôi, nhưng mà con này to này, con này to này. Nó chơi một cách nguy hiểm. Ôi. Còn cái tôm tích này là 1,2 kg, cái này chắc 500 ngàn. Không có nghĩa là mình giới thiệu giá luôn. Để người ta biết cho tao mở bự. Con này nó đòi vô nồi hay sao? Vô luôn. Mình lấy thêm con này em dùng ha. Con này to này. Là cái này. Cái này cô giờ cũng bắt được luôn. Đúng hết luôn rồi. Làm một con xào mì đi. Hay là xào cái gì đi. Con này thì làm món gì được? Xào cô. Tôm tích thì em hấp hay xào tỏi thôi. Không, tôm tích là hấp. Hấp nó không bị mất thịt. Đúng rồi. Nhưng mà lấy ra con to này nhanh. Mấy bữa anh Hải vô đâu có thắng cái đầu này đó. Còn tôm hùm này mình làm món gì được bà Diễm? Bà Diễm ơi, tôm hùm này làm cái gì? Tôm hùm này thì... Là con này to này bà Diễm. Con này cá ký bà Diễm. Con này chỉ là nướng không may hả? Không có bị ngán không? Theo anh chủ quán đề xuất là món gì? Bữa máy sốt thì nó về rồi. Bữa ăn sốt, bữa sốt mới thì nó là anh ơi. Em nói thật anh là sốt mới của em mà anh em, của anh em không thích, nói thẳng luôn. Sốt sinh thì cũng được, thì gắn bút 1 chồng đi. Gắn muối đi. Gắn bút 1 chồng đi. 4 con tôm tích này các bạn này, là 1,2 kg. Đó. Bây giờ em bỏ vô cái này biết con nào là con này nhiêu ký, em đang 1,2 kg rồi. Dài để cho bỏ lên phía. Dạ, để cân thử nha. Nó đang 1,2 kg rồi, mình bỏ lên. Nó bữa nào cho anh Hoàng uống cái mèo vậy? Thịt tôm đồng bông là ăn con này không bao giờ sợ ốp hết. Rất là chắc thịt luôn. Ăn nó không có cảm xúc. Con này mình đoán nó khoảng 1,2 kg đấy. Cho không. Cái này vô vỏ đi. Con này 1,1 kg đổ lại. 1,1 kg đổ lại. Ok. Em 1 kg trở xuống. Rồi, anh vua thua chắc. Ờ, nhiều thôi. Bây giờ không xuống không lên, mọi người đoán đúng. Tại anh 1,1 kg. Chính xác. 1 kg 50 gram. Mình chính là ký 2. Ký 2 mới ký 2. Rồi anh cho cái này ra đi. Bây giờ nó đang 120 rồi, bỏ lên nhiều nữa ra. Bây giờ nếu mà em đoán trúng á thì bữa ăn ngày hôm nay là anh chủ quán mời, còn em đoán sai thì mình sẽ trả tiền như mọi ngày. Ok. Chị nhỏ bắt tay luôn. Tay luôn. Hả? Ăn bao nhiêu? Ký 2. Ký 2. Bây giờ mình xem là hôm nay Phạm Dũng có được ăn miễn phí không các bạn ạ? Đây, coi nha, quay kỹ nha. Quay kỹ nha. Sao không số 0 này? Không sao. Bây giờ nha. Zero. Không được chỉnh cân nha. Ừ, zero. Zero nha. Zero là sức phạm. Đặt lên. Ba em đang bị cà. Tê em đang bị cà. Chưa. Nó còn nhảy độ trễ nữa. Xin lỗi nha, đây là tay bắt bắt thuộc quen rồi. Đó, em ơi, chính là chính lại. Suốt cuộc đời em cũng chỉ là Phạm Dũng ra lâm đen mà. Bỏ đi bà ơi, bỏ đâu ra rồi nhỉ? Đúng, em nói là dưới 1 kg. Bây giờ em không đoán đúng mà bà Diễm đoán đúng thì kèo này tính sao ta? 50, giảm 50. Bởi được. Đường nào cũng giảm. Cái này là kèo gài. Kèo này có bộ là kiểu gì anh chủ quán cũng thiệt. Rồi thấy cái khả năng mà cầm bắt bạch tuộc của Diễm là bây giờ mình đã đoán số ký rồi. Thôi con này cắt khúc ra rồi đeo muối làm nhanh giùm em có thuốc ít.
mình đùa anh chủ quán một xíu các bạn, nếu mà kèo này anh giảm giá cho mình 50% là mất khoảng chục bàn ở đây tiền lời rồi. Mất chục bàn không anh? Mất hết luôn. Anh mất hết bàn ở đây luôn. Không, mấy bữa mưa là không có mẹ luôn á. Không, bữa giờ mưa lắm. Mưa nhưng mà giờ phải trả lương cho nhân viên. Bây giờ mình đem nó làm đi, mọi người đói quá rồi. Xong gì đói bụng chưa? Và trong gì đói bụng nhiều chưa? À, lấy cái xô đói quá anh ơi, trời nghe thương không đói anh ơi, tại vì phải chờ đây em phụ cầm đó chứ. Thôi con nào của mình thì mình cầm lên bếp hấp luôn, xem biết càng chân giáp mà nó còn ăn luôn bộ ngư, nhưng mà con thì thích cái càng quá. Ủa, là con hồi nãy đó hả? Chia sẻ với tất cả các bạn là hiện giờ là cả bốn anh em mình đều rất là đói bụng các bạn, tại vì gần 7 giờ rồi, bình thường giờ này đã no nê rồi các bạn ơi. Mà thích cái càng này ghê á. Rồi đưa lên lò. Em cầm cái này em. Cầm ai rồi? Rồi chị em đã đi chợ xong. Bây giờ mình sẽ ra chờ chế biến và thưởng thức nha các bạn. Xả nhớ. Rất ngon này. Bạn nào mà ăn mấy cái dấu phương hấp cái này? Không, 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 thương của anh á là đem về là sống và đổ và hấp được, em đem một tay cho nó nhằn. À. Hôm nay là ánh cua hình như quên luôn cái món huyền thoại. Ốc hương. Ốc hương nướng. Nướng ngoài ha. Ốc hương không có gì được chứ mấy cái bự này. Con ốc này rồi. Cái này cho con hấp luôn đúng không anh? Đúng rồi. Hai con này là phải cho đầu tiên thay vì nó nặng quá. Hôm nay mình sẽ lấy vỏ con này về. Cho em mới bỏ con này anh về. Anh rơi giờ cái dành giỏi em bây giờ đâu em chỉ gì vậy? Dành trước, đâu mất phần. Em cũng lần đầu tiên ăn con ốc này đó. Anh cũng mới lần đầu tiên thấy đó luôn. Bỏ vô con chưa không? Được, được, được. Còn đủ chỗ cho con kinh giáp này không? Nó bỏ hết rồi. Bỏ hết rồi. Trời ơi, ông không đặt cho miếng xả. Đầy nồi luôn rồi. Tiếng của anh rồi. Không, nhanh lắm em, tại vì nó đã sôi hết rồi. Nhanh lắm. Cái nồi này nè. Tưởng không vừa mà vừa luôn hả? Vừa nồi luôn. Cái nồi này là hồi đó nó nhốt tại thiên á. Tưởng không vừa mà vừa không tưởng. Ngọt nhưng mà nó tươi lắm, tại nó mới ngọt á. Mình bao người ta ăn mà. Cái con hồi nãy nó ngộp là bây giờ mình bán giá ngộp luôn hả? Bán ngộp em, tại vì ngộp. Là bao nhiêu anh? À, bán có 1.1 triệu. 1.1 triệu. Trời ơi, nó vừa ngộp luôn các bạn ạ. Con của mình thì hoàn toàn tươi sống nha. Thì sống thì bao nhiêu mà em nhìn nó vừa ngọt mà vừa đói này. Giảm được tới 800 ngàn. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi buổi tối thì có một vài con ngộp thôi các bạn ạ. Nó ngọt lại cho cái mặt méo luôn. Bây giờ bán nửa con luôn, hàng ngộp. À, 18-50. Đấy. Đây này, các bạn nhìn cái thịt nữa này. Tươi rói và rất là chắc. Ngọt phải bán ngọt. Vừa ngộp hồ đem mà bán rẻ luôn. Cái này là sú biển em. Không, sú biển đây. Sú biển thiên nhiên á, người ta bắt ở ngoài biển á là người ta dập đá luôn. Cái vô đây người ta dập gấp đông luôn. Đó. Để gấp đông thì nó mới tươi được các bạn. Đúng rồi, giữ đồ tươi hoài luôn á. Có nghĩa là khi nào mình xả ra là mình phải. Này mà nướng mọi nha. Nướng nướng này là tại hàng tươi mà, hàng mới. Bao nhiêu một ký anh? Cái này là 1 triệu một ký em. Con nó tới 1 lạng anh. Một con nó có hơn với 6 con ký là con hơn. Có 1 ký. Ví dụ như có cái series là 6 con ký, có series là 7 8 con ký. Con tôm mà các bạn nhìn này. Cái mình nó còn trong, vỏ còn màu tươi đẹp. Đúng rồi. Có nghĩa là người ta bắt sống ở ngoài đó, ở ngoài biển á người ta vô đây rất là lâu. Khi sống là người ta dập luôn. Người ta dập luôn. Thế thì bây giờ mình sẽ ăn thêm một món này nữa ha. Ừ, món mới các bạn ạ. Cái này một người một con thôi. Một người một con. Đây nè. Mấy người mình 5-6 người đúng không? 6 con. Đây 6 con này to này. Con. 1 triệu một ký nha các bạn. Nhưng mà đập hết cái này ra, con nào to nhất là Phạm Dũng lấy. Đúng rồi. Nhưng mà mình nói là cái này là sống ngoài biển rồi giặt đá luôn chứ phải là hàng ngập. Đó. Cái này là đúng thiên nhiên luôn á Dũng. Không nuôi nha. Các bạn cứ nếu mà thèm ăn cái này thì mình tới đây mình nhìn vào con tôm á. Nhìn như này là các bạn ưng thì mình hãy gọi. Đúng rồi, nó tươi. Hôm nay mình có rất là nhiều món ngon để thưởng thức cùng bạn Song Hỷ và bạn Ánh Cua. Bạn Song Hỷ này là em về miền Tây, bạn Song Hỷ này cũng là song hành với nhiều nào đúng không? Đúng rồi. Cũng dắt đi giới thiệu nhiều địa điểm đúng không? Bạn Song Hỷ là chùm ở Châu Đốc các bạn. Đây. To hả? To hả? Cái này bây giờ mình nướng nha. Cái này mà mình hấp xong rồi nước. Hấp xong rồi nước. Đúng rồi.
này là bào ngư sống này, bào ngư ngộp. Có hai loại nha các bạn, bào ngư ngộp và bào ngư sống. Nhưng mà mình sẽ lấy bào ngư sống để mình xào với củ dừa. Đây, con bào ngư đang còn đậy nha. Nằm bờ dưới lấy một hồ ra. Chỗ này là em nó ngủ rồi. Ngủ ngộp rồi. Bào ngư sống này. Đó, đậy đậy các bạn này. Đó. Mình sẽ xào với bào ngư. Rồi bạch tuộc nữa hay nha. Bạch tuộc này xào cũng ngon lắm các bạn này. Hoặc là mực. Mực này đây nha. Đây, con nào to mình lấy. Đó, mực này. Có mực luôn hả? Có luôn. Đây. Mực này là làm sẵn luôn, vô rửa là cái làm thôi. Rồi tôm nữa. Tôm đây. Hoặc là mình xào với cái tôm sú này luôn cũng được các bạn này, tôm sú biển này. Là mình hấp sơ thôi để mình xào nó to quá. Lúc nãy mình tính nướng nhưng mà mình sẽ xào với củ dừa nhé các bạn. Xào chung với bạch tuộc và bào ngư. Cái này vừa mới hấp sơ qua các hấp bạn này. Hấp sơ thôi. Đấy. Đó. 1 triệu một ký. Đấy, vừa mới hấp sơ này, có chỗ còn chưa chín hẳn này. Rồi bây giờ để lấy cái con này ra. Đây à. Con này chín rồi. 3 ký nha. Tôm tích nữa được rồi. Tôm tích là ok rồi. Lâu rồi mà. Con của em là tôm tích to nha. Đây em, con to của em to lắm. Thơm quá, có mùi xả. Xả, ớt. Ôi anh này muốn mũng luôn nè. Con này hình như nó lột đấy. Nó lột. Rồi hết đây. Alaska là chín chưa anh? Chưa đâu em, chưa. Chính là con tai tượng và con Alaska chưa. Mình sẽ lấy ra sau. Đúng rồi. Alaska là chín rồi em. Ủa, đúng chưa ca luôn. Nó to quá. Có con ốc tài tượng này lâu chín nhất các bạn này. Chắc là tí nữa mình phải lấy cái phần thịt ra để xào các bạn ơi. Nói chung là con này là vỏ là lấy nguyên luôn mà không có cực giống mấy con kia đâu. Ào. Quá đã. Ủa sướng vậy? Đây nè. Ôi thật đã vậy. Ôi gan rửa cái vô. Bây giờ đem vào xào ấy nha. À xào hay hấp rừng rồi được rồi. Tí nữa mang cái vỏ về các bạn ạ. À, con này là lấy ốc là lấy thịt là khỏe nhất luôn. Con này mình ăn chủ yếu các bạn là mình mua để lấy vỏ thôi. Tại vì cái con này là gần 7 ký đúng không anh? 6 ký mấy. 6 ký mấy. Nhưng mà cái phần thịt của nó mình đoán là khoảng 7 lạng các bạn ơi. Còn lại là vỏ hết. Bây giờ mình sẽ xào nha. Cái này là xào hay là hấp rừng cũng được, cái đảo cũng được. Mình xào đi. Xào ha. Ok. Thang ha. Xào em. Bây giờ mời tất cả bạn cùng thưởng thức bữa tối cùng với anh em mình ở quán 54 Tân Sơn Nhì trước khi mình ra Tây Bắc nha các bạn. Đây. Lần đầu tiên là Song Hỷ là gặp mặt anh cô luôn nha cả nhà. Song Hỷ có uống bia được không? Dạ chút chút thôi, không uống nhiều được. Ngày hôm nay thiếu một bạn đó là Thái nhà mẹ thì mình gọi cho Thái nhưng mà Thái đang đi spa làm đẹp rồi mọi người ơi, cho nên là không có mặt được. Mời mọi người nha. Bây giờ mình sẽ ăn món nào trước? Theo Song Hỷ thì Song Hỷ muốn ăn món nào trước? Con này tôm tích trước hả? Rồi ok. Nhưng mà cái con này là hải lạc lột nè, cho nên lột. Cái vỏ nó khác rồi. Nó lột quá à. Cái này chắc hơn. Nhưng mà bạn Diễm có thấy một điều đặc biệt thì trong cách chọn món ăn đầu tiên của bạn Song Hỷ không? Có rất nhiều món hấp dẫn nhưng mà Song Hỷ lại chọn món nhỏ nhất. Chị thích con này hả? Dễ thương ghê luôn á, hiền mà nhẹ nhàng gì đâu luôn á. Đây thêm mình cắt thử cái con tôm tích nha. Cái size con này là con bự nhất nửa ký đúng không anh? Con này là nửa ký nè. Con này nó lột ra anh cua ha. Đúng rồi. Em hay mình xử con này trước ha. Anh để mình cắt con này. Cái con này thì rất là dễ lột tại vì cái vỏ nó mềm. Hiện tại thì mình vẫn còn khoảng 3 món đang chế biến nha các bạn. Nhưng mà mọi người bây giờ khá là đói rồi. Và trên bàn thì có nhiều món hấp dẫn nên mình review món này trước. Đây. Wow. Món tôm hùm bông Việt Nam. Đây. Sốt bơ tỏi. Đây, để kế bên Song Hỷ này. Hôm nay là Song Hỷ là lần này là lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn anh cô ạ. Vậy là bây giờ là mấy bạn là chuẩn bị đi Tây Bắc nhưng mà tại vì anh cua là bận chuẩn bị khai trương quán bún mứt lèo cho nên là không có theo cùng được, nhưng mà anh cua ngỏ lời mời là mời Phạm Dũng và Phan Diễm và Song Hỷ khi mà đi chuyến đi Tây Bắc về thì ghé quán của anh cua để thưởng thức bún mứt lèo Cà Mau nha. Tất nhiên là rồi, mình đi Tây Bắc về
đi rồi sẽ quay lại và ủng hộ anh cô nha. Mình thông báo luôn là tấm thiệp mời trên bàn rồi, thời gian địa điểm cũng rõ ràng rồi. Thiệp mời đi khai trương hả anh cua? Đúng rồi, có là chiều, nó gửi hồi chiều luôn. Lần này là có thiệp mời luôn nha các bạn. Có hoành tráng luôn. Thì mình sẽ đặt một cái lẵng hoa chiếc to khổng lồ để gửi tới chúc mừng các cô các bạn ơi. Còn khi mà mình về thì mình sẽ tới con này ngon quá nè. Ồ, gạch nữa này, lồng đào gạch luôn này, lồng đào luôn đấy. Ôi này, ngon lắm nè. Bỏ buông con nó đi, buông 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 con nó đi. Nhưng mà phải so mới được. Này, con nó lộn nè, con này thì nó nguyên nè. Đây là lần đầu tiên mình gặp con tôm tích to như này luôn đấy. Mấy lần trước thì cũng chưa có con nào to như vậy các bạn ạ. Nhưng mà đợt này là hấp được cái lồng đào là một lồng luôn nhé. Mình rửa tay sạch sẽ rồi nha cả nhà. Rồi. Con này là con đực rồi. Không có gạch. Không có gạch. Không có gạch. Đây này. Wow. Có quấn cua đâu. Hay mình à, cua là thua ở cái đoạn này nha. Không, thật ra là cái con to là mình sẽ dễ cắt hơn. Bây giờ cái vỏ nó mềm. Con này là cái vỏ nó mỏng ra. À đây. Đó. Cái con này chỉ xíu to luôn á. Khủng thiệt. Bây giờ mình thử nha. Ôi, cái này là chín chưa ta? Chín chưa? Chín chưa anh cua? Không, nhưng mà vẫn ăn được. Nó lòng đào đúng không? Nó lòng đào ấy. Ăn ok. Hai bạn ăn cái con bự bự mập mập đó đây, mình ăn cái con đực. Miếng ngon à, phải chia cho chia đều nha. Đây. Vậy là mình ăn nguyên con này hả? Đây mời cả nhà nha. Biết sao không? Cái con này bự quá cho nên là hấp nó chưa có tới. Nó kiểu hơi lòng đào nó bự hơn mấy con kia. Nhưng mà nó béo à. Miếng này là tặng cho chủ kênh, tại vì lần này đi á là nhiệm vụ của anh Dũng cũng rất là nặng nề nha mọi người. Vẫn là lái xe quay video. Nên là ăn để có sức. Ngon quá chị. Ngon lắm. Rất là ngon luôn. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Món gì đây? Con ốc 6 ký mấy của em á. À. Con ốc tài tượng 6 ký mấy này. Vừa xào xong nha. Ờ, xào sốt hả? 6 ký mấy nhưng mà cái phần thịt của nó là khoảng 3 lạng à 6 lạng các bạn nhé. Thôi mình ăn cái này trước đi, ăn tôm tích này. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Con này là thịt vừa mới chín tới rồi. Nếu mà thêm một xíu nữa thì ok. Ok. Nó đang lòng đào á. Nhưng mà trong tất cả các loại tôm nha, bản thân mình cũng hay nói là mình thích cái tôm tích, tại vì cái thịt tôm tích là nó ngọt mà nó có cái mùi thơm rất là rõ ràng luôn. Ăn cái miếng này rồi nhưng mà để ăn thử cái con nhỏ coi thịt nó làm sao. Hôm nay là ai cũng phải ăn nhiều nha. Anh em mình thì đi Tây Bắc, còn anh cua thì cửa hàng bây giờ đang rất là nhiều việc để cho kịp ngày khai trương trong khoảng 3 ngày nữa, 2 ngày nữa anh cua ha. 2 ngày nữa là khai trương, nhưng mà bán nguyên ngày thì là qua ngày 9. Ngày 9 tháng 11 là sẽ bán nguyên ngày. Ngày 9 tháng 11 hôm nay là nói chung là 1-2 ngày là sau video này lên nha mọi người. Tháng 3 tụi mình về, mình đến mình quay thì khi đó mọi thứ là đều vào khuôn chỉ đạo hết rồi, thì mình tới là ngon lành luôn. Lúc đó là ngày anh cua khai trương là lấy ngày đẹp để mình lấy nha, mình cúng lấy ngày á, còn như là bán chính thì là qua ngày hôm sau, lúc đó mình mới bắt đầu mình mọi thứ. Là khai trương lấy ngày. Đúng rồi, khai trương lấy ngày thôi. Nhưng mà mình nghe nói là anh Tư cũng đầu tư một số tiền cực kỳ khủng vào quán bún nước lèo này. Anh hay tiết lộ không? Nói chung là cũng mình không nghĩ nó phát sinh nhiều như vậy. Mới đầu là chỉ dành cho khoảng một khoảng nửa tỷ để làm thôi, mà trong đó mình đã dự trù một khoản là phát sinh rồi, nhưng mà bây giờ phát sinh lên tới 700 triệu. Wow. 700 triệu để mà mình sửa sang một cái mặt bằng mới. Từ cải tạo tới thiết kế và từ đầu tư những cái vật dụng để bán quán á. Nhưng mà bây giờ tới giờ mình cũng hết hồn luôn à, tại vì muốn xin nhiều quá. Đây là tin vui, mặc dù tiền nhiều nhưng mà mình chuẩn bị có cái cửa hàng khang trang là tin vui. Mà tin vui là kinh ráp đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Hôm nay có rất là nhiều lý do để mà mình gọi là
ăn mừng cái bữa tiệc hải sản ở trên bàn tiệc ngày hôm nay á, ba chị em có ba điều rất là đặc biệt luôn. Bạn anh cua và bạn Diễm thì bán hàng, nhưng mà chắc trong nhà chưa có két đúng không? Bạn Song Hỷ không bán đồ ăn mà bán két sắt. Một cái bự thì bự nha. Em biết cái luôn chưa? Thật ra là nhưng mà két sắt vận chuyển từ Sài Gòn lên được không? Được, em lái lên chưa? Lái xe tải nha anh Vũ. Nhà bạn Song Hỷ là hình như là chùm bán két sắt ở Châu Đốc đấy. Đúng rồi. Cửa hàng của em là đại cửa hàng nha cả nhà. Đây 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 đây. Cắt chân nha. Hôm nay là thông báo các cô là mình vừa xuất đi Canada, một lô củ vừa 100 kg. Cho các bếp. Đây. Ngày hôm nay là một đại tiệc ăn mừng cho nhiều niềm vui. Tại vì mấy hôm nay là cái củ hủ dừa của mình là cháy hàng luôn á. Nhưng mà bây giờ chưa có món củ hủ dừa ra phải không? Chưa thấy đâu. Đây đây đây. Okay, để chị Song Hỷ review cái cua hoàng đế nha. Giống với muối tiêu chanh này. Ăn đừng có bị nghiền nha, mai mốt là cứ lên Sài Gòn hoài luôn kiếm cái két. Cái này là mỗi lần mỗi lên mới được. Mỗi lần lên mang một cái két lên các bạn ạ. Rất là dai luôn mà ngọt. Hồi đó tới giờ ăn á là bạn cắt cho mình, bây giờ mình bữa nay mình thử sức mình cắt cho bạn ăn nè. Hồi hộp quá cắt sao hồi rơi miếng thịt ngoài hết luôn. Không có lựa cái ngon để dành lại. Đây là lần đầu tiên bạn Song Hỷ ăn king crab đúng không? Có giống một cái loại cua hay là ghẹ nào đó bạn Song Hỷ từng ăn không, hay là nó khác biệt hoàn toàn? Nó khác biệt hoàn toàn luôn. Dạ. Mình chỉ thấy thịt nó sao? Nó rất là dai luôn và nó ngọt. Lần đầu tiên mà em là từ ở Châu Đốc mà đi một nơi rất là xa luôn mà lại ăn những con mà hải sản khổng lồ quá. Wow, đây, anh cũng bán ở đây luôn. Chưa sẵn món. Còn món gì nữa? Ôi, món này là vừa nấu hỏi ra luôn này. Nên mà mọi người thử gắp đũa này luôn đi. Các bạn có biết đây là món gì chưa? Đây là sản phẩm mới của Phan Diễm, làm trước khi mình ăn cua mình mời cả nhà thử luôn. Em thử. Cái dĩa này chắc đắt tiền lắm nha. Màu ngư đây này. Là tôm ngư tôm sú. Diễm cũng thông báo luôn, hiện tại là bào Diễm có một cái loại bào ngư Úc, giá là có hai size là 950 hoặc là 1,8 triệu tùy theo lớn nhỏ. Thì khi mà các bạn mua một ký bào ngư Úc ấy, thì mình sẽ tặng một cái túi dừa của củ dừa 50g để các bạn xào chung. Thôi chị xin lỗi bạn Diễm nha, hồi bữa mình đặt bào ngư Úc mà mình nói giá 2 triệu một ký. Nay còn có 1,8 triệu thôi, đang sụt. Đang có khuyến mãi mọi người tranh thủ nha. Mời cả nhà nha. Đang tới về bào ngư mà. Nhưng mà anh Dũng thử cái củ dừa đi. Đây là mình phải thử một miếng rồi. Tại vì đây là lần đầu tiên mà củ dừa các bạn Diễm mà xào với nhiều cái mặt hàng mà nó cao cấp như này. Đó là ngọt liệm luôn. Lần trước thì mình chỉ xào với 1-2 nguyên liệu thôi. Mời các bạn nha. Giòn thơm. Giòn, cái hậu rất là ngọt. Cái này là ngâm chưa kỹ á Dũng. Sao thì thấy vậy là ngon lắm rồi đấy hả? Ngon ha. Mà ngâm thêm một chút nữa cũng được. Anh chủ quán là lần đầu tiên xào món này các bạn. Thật sự cơ hủ dừa của Diễm là khách mua lẻ nha. Là mua để gửi cho người nhà nước ngoài á. Mua 5 kg xong rồi gọi điện đang đặt mua tiếp là chuyện rất bình thường luôn á. Cái củ dừa nó dài nhưng mà cái này là phần non nhất của củ dừa luôn. Ăn nó rất là giòn, nó không có cái vị sơ á. Ngon ha. Cái này là món quen thuộc với người miền Tây của mình, rất là quen thuộc luôn. Nhưng mà ở Cà Mau cũng hay xay củ hủ dừa nha. Lâu lâu xay cây vậy á. Thật ra là cái này á là trồng 2 năm và nhiều khi là hơn mới có được một cây củ hủ dừa. Nhưng mà để ra được một ký củ hủ dừa là phải tới mấy cây dừa. Đó, cho nên là hạn hiếm với mọi người. Rồi, mình cái này thì nhà em nhiều. Mình để từ từ đang sao vào đang ăn cua. Hôm nay là rất là nhiều món các bạn. Đang ngon trớn. Đang ngon trớn. Bạn nào mà
mà muốn mua củ dừa ủng hộ hải sản Phan Diễm thì hãy gọi trước nha, tại vì củ dừa đang cháy hàng. Gói củ dừa. Wow. Thấy rồi, sao em thấy anh đặt cái đĩa xuống mà anh thở dài nhá. Không, chạy hết công sức. Chạy hết công sức. Do mình đi trễ nên là nở ra mình phải có lỗi. Hôm nay là quán đông này mà nãy giờ mình nhờ anh tự tay chế biến là 3 món. Gấp, ngưng mà gấp liên tục luôn. Chỉ có kêu vậy gấp là tại em sao quá em gấp không được. Đây. Chị ơi, như này. Bây giờ mình thử cái gỏi luôn đi. Hồi nãy giờ là anh Jen làm rất là vất vả rồi. Em mời anh thử một miếng gỏi của hôm trước. Cảm ơn. Là khui từ từ đó. Cúi từ từ đi chị ạ. Dạ được rồi. Miếng gỏi luôn. Cúi bây giờ mềm á em. Mới giòn lắm ha. Mềm mới giòn. Cả nhà nha. Nhưng mà củ dừa là đã chất lượng nó ngon rồi, quan trọng cái người chế biến nữa. Phải không? Anh em cũng rất là quan trọng. Cảm ơn em. Mà em chưa ăn sao biết nó ngon. Bây giờ ăn nè. Để đem ra để làm gỏi nha, các bạn thấy không hề bị dai. Ăn rất là mềm giòn, và giòn luôn. Nói chung là cái độ giòn làm rất là ok. Mày ủng hộ nha. Nhưng mà phải qua tuần hết hàng rồi. Qua tuần. Hiện tại là bạn Diễm đã chặt hết vài ngàn mét vuông của hũ dừa ở dưới Gò Công Tiền Giang rồi nhưng mà vẫn không đủ. Không, thật sự luôn ngon. Món này rất là tiện luôn nè. Kinh cá mùa này nó không được ngon lắm đâu quá nha em. Khoảng 80% thịt lên 80-85% thịt nó không có ngon. Nhưng mà mùa này là mùa tôm. Tôm là ngon nha. Nhưng mà mùa là có con cũng đầy, có con nó không được đầy. Nhà phân phối người ta báo cho mình hết á. Thì ngay từ lúc mà mình tư vấn cho khách thì mình cũng thông báo lúc mình nó không phải mùa. Có những con nó sẽ đầy, có những con nó không đầy. Con này là của anh Dũng nha, miếng này của anh Dũng nha. Đó, bà Diễm nha. Đây. Này hôm nay mình ăn sau đó các bạn ơi. Mình thử một chút củ dừa để cảm nhận hương vị đó các bạn ạ. Vô. 1 2 3 vô. Mọi người em có thể đi Tây Bắc nha, mọi người có gì tâm sự hay là mọi người có gì gửi đến những lời chúc để có chuyến đi thành công tốt đẹp. Thì coi như anh cũng đại diện cho nhóm mình, anh chúc em trước nha. Dạ. Anh chúc cho hai em là có một cái chuyến đi thật là vui vẻ, viên mãn, gặp những người bạn mà em cần gặp và hợp tác làm ăn nó phát triển từ đây về sau phát triển nhiều hơn nữa. Hay luôn, em cảm ơn anh. Người làm ăn là chúc nhau là hợp tác làm ăn không à, trong khi mình đi quay phim các bạn. Cảm ơn các nhà. Diễm đang chấm ở đây là Diễm chấm cái chấm chéo nha cả nhà. Chéo chấm cái kinh ráp hả mình Diễm? Chấm chéo này là để chấm với thịt trâu á, nhưng mà giờ mình chấm với kinh ráp luôn. Mời cả nhà nha. Vậy là nhưng mà thịt kinh ráp ngọt thật sự luôn. Dạ, ok không? Ăn nhìn thấy ngon ghê ha. Thịt ngọt, dai. Cho mấy cái này. Thật ra kinh ráp là mọi người mua càng to thì đóng thịt nó càng nhiều. Tới bây giờ có nhiều bạn vẫn nói là bên trong cái phần thân này không có thịt đấy. Thực ra là rất nhiều thịt nha các bạn. Đây để mình cắt à. Có nhưng mà khi mà kinh gáp mà nó bị ốm là thịt ít. Đây, có thịt bị không nha. Tại vì mình vẫn thường gọi là phần thịt đùi á. Trong này rất là nhiều cái đùi nha các bạn nè. Ủa cái gạch này. Thật là từ cái đế này. Nhưng mà anh nói là mùa này là kinh ráp ốm đúng không anh? Đúng rồi, mùa này là nó ốm em, nó không có được đầy giống như là cách đây vài tháng. Tất cả nhà
phân phối, người ta giao hàng người ta vẫn nói như vậy. Như có con thì nó đầy, như cái con mà nãy con ngọt anh cắt cho khách rất là đầy. Có những con nhưng như mà con này là nó chỉ được 80 cái sắc suất mà nó không đầy là, nó nhiều hơn. Cho nên là cái giá nó cũng thay đổi được một sụp. Không hiểu sao bây giờ giá ăn gắp rẻ nhất trong năm. Vì nó là ít thịt nhất trong năm. Đúng rồi, tại vì mùa này là mùa nghịch mà. Cũng giống như là cua ghẹ nó có những ngày, những tháng mà nó ít thịt đấy nha. Đúng rồi, chăn á, có chăn á, có chăn là cua nó hơi chăn lớn. Tại vì em nghe nói là nếu mà chăn sáng quá là cua nó không ăn gì ăn được. Chăn đang sáng nha. Đây, em mời chị thử miếng này đi rồi, em cảm ơn chị. Đây, lấy muỗng ăn luôn. À, lần này bạn Song Hỷ đi Tây Bắc cùng mình nhé. Có một nhiệm vụ rất là quan trọng các bạn ạ. Đó là nhiệm vụ đi để trau dồi kinh nghiệm làm YouTube. Tự nhiên bây giờ nói tới đoạn này nhớ lúc lần đầu tiên mà anh Khua làm YouTube đó. Nhớ một cái clip đầu tiên ở sân bay. Đây Phạm Dũng và Phan Diễm. Đó là người thúc giục anh Khua quay cái clip đầu tiên ở tại sân bay, là cũng là một cái clip mình nhớ mãi luôn. Anh mì gói hả anh Khua? Ăn mì gói ở sân bay. Đó là clip đầu tiên nhưng anh Khua Diễm làm caramel nha mọi người. Và thực sự là bây giờ nhà bạn Song Hỷ là mình phải tạm gọi là một cái đế chế kinh doanh cũng khá là lớn ở Châu Đốc. Nhưng mà đam mê làm YouTube. Và cái chuyến đi này sẽ là chuyến đi để bạn Song Hỷ học hỏi, trau dồi kinh nghiệm cũng như là quyết định là có dấn thân vào con đường làm YouTube lâu dài hay không. Giờ dấn thân rồi. Đúng rồi. Cũng nhanh làm, nhanh đây. Bây giờ là cũng gọi là tạm gọi là đã đạt nút bạc rồi. Được nút bạc rồi. Được nút bạc rồi, đây đó là nỗ lực. Đây, miếng này cho anh Dũng một miếng gạch này. Cảm ơn Diễm. Ta là bà Tăng Vlog và mời các bạn nha. Bà anh Vlog rồi Song Hỷ Vlog. Song Hỷ Vlog. Béo chứ nha. Mấy tháng rồi mới ăn lại món này đó anh Trên à? Vậy đó hả? Ăn đi có sức rồi tối về bào chuối. Bào chuối để làm bún nước lèo. Đúng rồi, bào chuối, bào rau muống. Bây giờ bào tới khi nào mà lấy ít nhất là lấy đủ vốn rồi sau đó mới giao lại cho nhân viên làm các bạn ạ. Ôi, này con ống chân thịt này. Này chị thử miếng thịt ống chân đi. Mọi người thấy Song Hỷ rất là hiền. Song Hỷ là nhẹ nhàng này, ít nói này. Nên là hy vọng là lần này đi với tụi mình về thì bạn Song Hỷ sẽ mạnh dạn hơn nữa. Tại vì Song Hỷ nói là chị ơi là em thấy đông người là em sợ, giống như nãy giờ quán đông á là Song Hỷ nó hơi ngợp, hơi khó thở. Bây giờ là hết gầu dữ lắm luôn rồi đó. Em sức gió thật luôn mà. Đông người quá cũng sợ. Em sợ đông người. Đó, nhưng mà thích làm YouTube. Làm gì đam mê. Làm gì đam mê các bạn ạ. Nhưng mà thấy Song Hỷ với anh Khua là thấy ai hiền hơn? Không, Song Hỷ nha. Ý nó nói thẳng luôn. Không, nhưng mà tại vì cái tính chất công việc ấy là như mình với anh là đi ra ngoài nhiều rồi. Nên là mình tiếp xúc nhiều, mình dạn dĩ hơn. Còn Song Hỷ là kiểu là được bao bọc ở trong gia đình ấy. Nên là nhưng mà Song Hỷ kinh doanh rất là giỏi nha, bán két sắt rất là giỏi đấy. Lấy xe tải chỉ đi chở đi bèo bèo luôn. Bán két sắt là toàn là chủ cả không đó nha. Ta chủ cả ta mới có tiền, ta mua két sắt ta giữ. Diễm là có dịp là được xuống tận nhà của Song Hỷ rồi. Thì rất là nhiều két sắt luôn mà to to thôi nha. Nhưng mà cái nào không mua két sắt thì có tiền mua, nhưng mà quan trọng là không có tiền mua được. Bạn Song Hỷ có nói với mình là bây giờ người ta mua két sắt người ta chứng cất sổ đỏ không à, không có để tiền. Mà mình thì chưa có nhiều sổ đỏ tới mức mà cất vào két sắt các bạn. Với lại là mua sổ đỏ về là đựng, cái mình mua két sắt về như thế là đựng hóa đơn bán hải sản. Giờ mua két sắt về đựng tôm khô. Anh Trang có tính mua két sắt ủng hộ Song Hỷ không? Sắp tới phải mua két sắt rồi đấy. Mua két sắt để giữ mấy cái view hả? Giữ mấy cái view của khách đó. Để khi nào khách đòi anh trả. Mình gọi là mình giữ tệp khách hàng ở trong két sắt. Có nghĩa là số điện thoại của khách là mình giữ trong két sắt. Để lưu lại. Mình nhớ là anh có ý định là mua két sắt để giữ cái hộ khẩu. Bây giờ làm giấy chứng minh xong người ta không còn muốn giữ cái hộ khẩu nữa rồi, chắc khỏi mua đi em. Anh em mình gặp nhau có duyên rồi, bố anh sẽ giới thiệu cho em những người mua két sắt. Nhưng mà anh có thể mua két sắt để giữ lại các cái hóa đơn mà nuôi 4 người con trai á. Tại vì anh chủ quán là có 4 con trai, là từ giờ tới lúc lấy vợ chắc là nhiều hóa đơn lắm, giữ lại để làm kỷ niệm. Hay quá em ơi. Hôm nay là ai cũng có những cái niềm vui đi, nhưng mà được tụ họp ở đây rất là vui. Bữa giờ là mình cũng không có gặp anh Khua luôn. Anh Khua là
bận đi về miền Tây để làm cái xưởng tôm khô á. Thì hôm nay là mới lên Sài Gòn được khoảng 2 hôm nè. Thì chiều nay là mình đã qua tham quan cái cửa hàng bún nước lèo. Trước khi mà mình đi Tây Bắc thì phải nói là cửa hàng rất là đẹp luôn. Màu xanh đột chuối. Gần giống cái màu này. Đây. Và rất là rộng rãi luôn mà chưa xong đâu. Chưa có hoàn thiện hết. Khoảng 2 ngày, nói chung là sát ngày anh cua mở bán là mới xong. Tại vì bây giờ là tăng ca làm đêm luôn. Đây, đi này là cùng điên. Chúc mừng là trong cái thời gian mà anh cua làm mở bán là mình không có ở đây. Chỉ mong là khán giả của kênh Phạm Dũng sẽ tới địa chỉ bao nhiêu. CC25 đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, ủng hộ bún nước lèo quánh cua nha. Ai mời vô. Cảm ơn em. Trời, nãy giờ giới thiệu nó quá trời luôn. Tôi chỉ quay qua hỏi thay thiệt luôn. Anh Phạm, anh hết lòng đi. Anh hết lòng đi. Đang đọc đi. Người ta hỏi Chuẩn bị hay chưa? Dạ. Ủa vậy anh đâu có sai đâu. Là khi nào hay chưa? Thứ ba là 8/11. Dạ. Ok, rồi vô. Phạm hết lòng. Bây giờ trong lúc mình đi á, là nếu mà mọi người có thời gian thì có nhiều cách ủng hộ. Đầu tiên là ủng hộ bún nước lèo Ánh Cua này, thứ hai là ủng hộ hải sản Phan Diễm, thứ ba là ủng hộ két sắt. quên ủng hộ hải sản 54 Tân Sơn Nhì nữa. Đây, vô miếng thịt trâu đi. Lần này Diễm đi ra là mình cũng để quay cái quy trình sản xuất thịt trâu gác bếp luôn. Các bạn coi này, cái tảng thịt là rất là vuông vắn và đẹp nha. Để các bạn biết là tại sao một ký thịt trâu có giá 1 triệu, thì mình sẽ ra tận nơi để cùng với anh Hải và các bạn xem là làm một ký thịt trâu các bếp nó như thế nào. Dụ cái thủ thèm luôn đúng không? Mời các bạn nha. Có heo luôn á. Có heo luôn. Đó thôi. Đây chấm cái chấm chéo này. Cái điều mình thích là miếng thịt trâu nó không bị khô. Nó mềm mà. Mềm ngọt. Cái lọ chấm chéo này đây. Đây. Đó, lọ chấm chéo này là các bạn bán riêng nha các bạn. Mua 2 ký thì sẽ tặng một lọ chấm chéo. Còn mua 1 ký thì không có tặng. Nhưng mà chấm chéo các bạn pha với một xíu nước, một xíu tắc rồi mình trộn đều lên. Các bạn chấm thịt trâu. Cả nhà nha. Nó chấm chéo này cay nha. Như ai ăn cay thì pha ít ớt thôi. Bây giờ là anh Chen hình như là phải mua tới 4-5 ký của bạn Diễm rồi đó. Mua nhiều anh rồi giới thiệu người ta mua nữa. Cho số điện thoại nữa. Kêu mình làm cái băng rôn để đây đi. Làm cái băng rôn mà cầm miếng thịt trâu cua qua cua lại này này. Cái này là nhậu mà kiểu như chờ mồi mà lâu quá anh đem ra là mình thay vị. Đúng rồi. Nhưng mà bất kỳ nó rất ngon lắm. Không bị khô cứng. Không dai này kia đâu mọi người. Mà rất là thơm á. Thơm. Nó cay cay á, cái muốn uống bia. Đúng rồi. Thì cái này là để mồi uống bia. Vậy thì nướng đi chứ, nó vào the muốn chết luôn. Mình nói vui vui với bạn Song Hỷ là cái chuyến này là du học YouTube với bạn Ánh Cua. Thì hy vọng là sau đợt này là bạn Song Hỷ phải dạn hơn. Nhưng mà nãy giờ các bạn thấy là Song Hỷ vẫn rất là e thẹn luôn. Không gì đó, chứ vài clip sau là mong là sẽ nói, chia sẻ được nhiều hơn. Thì tới lúc đó thì khán giả mới biết được là Song Hỷ là thích cái gì hoặc là như thế nào, đúng không? Bạn Ánh Cua có tin là gần như bạn Song Hỷ chưa đi đâu ra khỏi Châu Đốc không? Gần như là vậy luôn. Nếu mà nói lúc đầu thì là mình không tin. Nhưng mà hồi nãy giờ nó thì con thiệt không? Nó thiệt 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 không? Không có đi đâu nhiều hết trơn. Lần này là chuyến đầu tiên trong đời là đi xa. Mà đi xuyên Việt luôn. Đúng rồi. Mình đang định nói đây là không. Nói chung là không biết tụi mình như thế nào. Có cái duyên với các bạn mà Ánh Cua cũng là hành trình đi với tụi mình ra ngoài Bắc trước khi mà làm YouTube này. Và Cẩm Tiên là một người mà từ không có đi với ai xa lạ hết, chỉ đi với bố mẹ thôi. Thì lại là khi về nước lại đi với tụi mình, đi về 2 tháng nhưng đi 1 tháng rưỡi với tụi mình. Và đặc biệt là Song Hỷ là một người mà từ đó giờ không rời khỏi An Giang. Bây giờ quyết định lên Sài Gòn và đồng hành cùng với Tiên Phạm Dũng. Chung là mình cũng cảm thấy rất là vui vì có được những người bạn luôn hết mình và tin tưởng. Quan trọng là tin tưởng được mình. Lần này đi về đầu tiên là phải không sợ đám đông nữa này. Thứ hai nữa là sẽ nói nhiều hơn. Nói nhiều hơn. Nên là trong thời gian đi thì Song Hỷ Vlog sẽ làm những video về hậu trường hoặc là những video nào đó mà Song Hỷ cảm thấy phù hợp. Thì mong là các bạn khán giả của kênh Phạm Dũng cũng sang ủng hộ cho kênh Song Hỷ Vlog nha. Cảm ơn chị Phạm Diễm, chị Ánh Cua đã tạo
điều kiện cho em rất là nhiều luôn. Cho cũng mình cũng thấy hồi hộp hồi hộp đó, nó chưa không có biết nói gì luôn á cả nhà. Hỏi bạn Song Hỷ ăn thế nào, ngon không bạn Song Hỷ? Chị nói ngon là xong rồi. Thôi bây giờ mình cắt con tôm đi. Anh ơi, nhưng mà cái càng to này nè thì bây giờ á là hồi nãy là nắm lên là nó lớn rồi anh. Con này hôm nay mình đề nghị là để bạn Song Hỷ xử lý đi, xem là bạn Song Hỷ sẽ review như nào. Ở dưới là mình hay bắt cua đồng, hôm nay cho chị là để đây, như bây giờ cái càng này mà họ phải đập cái cua ra, mình đập cái đầu con tôm đi. Em lấy cái này, em đập cái đầu. Chị xử bằng này nha. Cái này nè. Không bẻ là cái đầu tôm này, các bạn biết là chân yếu tay mềm. Từ từ nha. Từ từ. Nếu mà bẻ vậy thì cũng phải 15 phút ra. Bạn Diễm phải đi, nếu bạn Song Hỷ tự bẻ cái đầu tôm này xem như thế nào. Cố lên. Rồi giờ lấy kéo cắt cái này ra đi, chị cắt cái đường lưng đó ra. Con tôm này sẽ là bắt đầu sự nghiệp YouTuber của Song Hỷ Vlog kể từ ngày hôm nay. Vậy là bữa nay cho mình nên chặt lộn con tôm. Đúng rồi. Nhưng mà hồi nãy chị lúc mà Song Hỷ đi vô bắt tôm với cua á, nghe cười dễ thương ghê luôn. Cầm con tôm lên cười hí dễ thương ghê luôn. Bị hiền ấy, mình thấy dễ thương. Ôi nó cứng thịt luôn á chị. Tại vì nó bự á, cái mình nó bự. Phải gồng hết được luôn, phải cắt được con tôm. Còn đi quay mấy hôm về lên chuột luôn. Vô lại. Cắt dưới nè, cắt ở dưới nè. Cắt ở dưới. Hôm nay sẽ có hướng dẫn viên Phan Diễm và anh Cua hỗ trợ Song Hỷ Vlog. Vô tay nha. Ăn cũng có dụng không? Ăn Diễm. Được rồi, em ăn. Một chai à? Đúng rồi, xong lọc ra. Trong lúc mà Diễm với Song Hỷ Vlog đang là bật lộn với con tôm thì anh Cua ăn củ hủ dừa nha. Ok đúng không? Ngon ngon. Hôm vừa rồi trước khi về Cà Mau là anh Cua cũng mua ủng hộ 4-5 triệu thì hải sản Phan Diễm đấy. Đúng rồi, đem về cho cha với mẹ ăn thử thức ăn thử. Mà nhưng mà có một cái là giới thiệu lộn là cái bào ngư Úc đó. Không, nay còn có 1.8 triệu thôi mọi người ơi. Tại vì Diễm về được một lô hàng số lượng rất là nhiều. Nên là mình giảm giá. Tại vì đặc biệt là gần Tết cái này. Lâu lâu bạn Diễm mới có chương trình khuyến mãi, các bạn tranh thủ. Để nó không có đổi. Khoan nè, khoan bây giờ để so sánh nè. Đây làm YouTube mấy tháng? Hai tháng. Đây làm YouTube 2 năm. Rồi, bên đây làm YouTube 4 năm nè. Thiều xuống. Cái gạch thế này. Mùa này tôm ngon đúng không anh? Mùa này tôm ngon nha. Con này là con tôm địch. Trên đường cái là gạch đỏ. Đúng rồi, gạch nhiều lắm. Đây, bây giờ mình cắt tôm cho vào đây chấm chung nha. Thì mình ăn thịt nhiều hơn. Tôm cá thì mình ăn gạch nhiều hơn. Giống như cua gạch và cua thịt. Nó gần giống vậy. Tôm chắc là khác, nó khác địa lý. Bây giờ mình sẽ làm một cái động tác là mix tất cả các loại tôm hùm này trong cái phần gạch. Cái miếng cắt này mình sẽ trộn với phần gạch đầu nha các bạn. Nói chung là coi những cái video của Phan Diễm với Phan Dũng thì mới có cái này nha, chứ còn đúng rồi. Không ăn cái này đâu. Bình thường không ai ăn thế này các bạn ạ.
mà bản thân anh ăn cũng không ăn vậy luôn á. Chứ anh ăn sao? Thấy hơi lạ đúng không anh? Em thích ăn kiểu vậy. Có nghĩa là anh ăn thì anh ăn bình thường thôi thì tới đầu ăn tới mịn mình nhờ tới than diễm là trộn lại đậu ăn thôi à. Nhưng mà vậy mới ngon nha. Đó, mới béo, đó cũng là béo. Một cách. Đúng rồi. Người ta làm YouTube 4 năm mà còn anh xem YouTube 10 năm khác. Đây, miếng đầu tiên. Không hiểu là lò vô tôm hay là mời xuất hiện miếng đầu tiên này. Người bưng vô tôm. Đây, đây. Rồi, anh chen, anh chen. Thưởng thức một miếng tôm hùm theo phong cách Phạm Dũng Phan Diễm xem như thế nào anh chủ quán. Không, anh đã có lần thọ giáo rồi. Cũng ổn đấy em. Còn lại có Diễm hả? Đúng rồi. Thích rồi, với thịt tôm ít cua thêm mọi người thích cái nào hơn? Ăn con tôm này nè. Thích tôm hả? Này. Tại vì tháng này anh Jen nói là cua nó không thịt nó không có đầy. Miếng này là béo lắm luôn á. Mà cả nhà nha. Không. Ăn gì đổ đó, còn quan trọng thì nó ôi, nó thật quá. Nó có vị mặn mặn hả? Mặn mặn béo béo. Thịt tôm thì ngọt. Anh biết là sao mặn không? Mình phải thử một miếng nha các bạn ạ. Mà thịt con tôm này nó săn chắc hơn là thịt con trực rác của nay ha. Cắt nhỏ mà nếu mà cắt nhỏ nữa to có mình ăn nó khó các bạn này. Ăn thử một miếng cái đỡ thèm thôi anh cua. Mời các bạn nha. Thấy đành lòng không nổi đúng không? Ừ. Béo nhỉ. Anh biết là cái này á là bạn Song Hỷ không làm được đâu nên anh cố tình làm đó. Ngon quá. Trời là trời. U là trời. Ui trời ơi. Nhưng mà cái càng này gọi là cũng khoảng 7 điểm anh ha. Ừ. Càng này khoảng 7 điểm. Biết sao tặng cho Song Hỷ. Hồi nãy hai thằng hấp để lâu quá. Để lâu quá nó teo rồi đó. Không lấy muỗng phửi. Tại mình để nguyên một cái nồi á. Nhiều quá. Thay vì bình thường ăn canh nó chừng 25 phút mà nãy để chừng 40 phút. Đây, đưa đây. Đưa đây, đưa đây. Đưa đây tới mình. Này anh cua ra tay. Thử nha, cố lên. Anh cua từng cắt con 6 ký mấy gần 7 ký ở quán anh Đông ha. Đưa đây này. Ăn cua phải gặp. Còn bên nữa. Cái đây là càng cua khổng lồ. Đây được rồi ha. Hết sức rồi đó. Hôm nay là đây như là một cái món quà nhỏ. Chúc kênh Song Hỷ Vlog sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Nhưng mà đó, càng nhỏ nha. Thật ra chị là cái cua đồng là cái càng cua đó em nghĩ là to. Mà này cũng to hơn nữa. Cua gì to? Cua đồng. Cua đồng mà sao to? Cua đồng nhỏ xíu mà. Cái càng của nó là đã to mà cái càng này là gọi là càng cua đó. Không có lãng hết, vô đây mới cho đi Tây Bắc chơi nha. Không, cái này là con tôm. Vô, hai chị em vô nè. Vô đi. 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, ăn. Nói chung là hải sản rất là nhai. Ok, hôm nay ăn hải sản ngon ghê luôn. Ăn rất là e thẹn luôn. Sao nhưng mà chị ăn thử đi xong rồi để mọi người xem là cái thịt tôm với thịt cua mọi người có cái nào hơn. Thường là em thích ăn càng cua nhất là cái càng này, cái này càng tôm. Càng tôm nhưng mà bự hơn càng cua. Cái này cái càng nhỏ nhưng mà cái sớt thịt đầy lắm luôn này. Nó chắc thật lắm. Thật luôn. Cái sớt thịt đầy lắm luôn á. To quá à. Nhờ lên đây Sài Gòn mới được ăn một cái hải sản rất là to và khổng lồ luôn. Nha. Trước khi biết Phạm Dũng á, là có coi YouTube là có biết mấy quán trên này không? Có, em thấy là có anh trên đó nè. Nhưng mà anh cũng nổi tiếng lắm đó. Hả? Anh nổi tiếng lắm đó. Đâu đánh lộn này đâu nổi tiếng. Mình rất là vui á. Giờ nhiều khán giả gặp tụi mình ở ngoài á thì nói là anh hay xem thì anh rất là thích xem đi ăn tôm cua nhìn rất là bắt mắt này là để cho anh biết thêm là chỗ nào bán hải sản thế nào á thì đó là cái động lực mà tụi mình thích tìm những mặt hàng lạ để quay đây.
đây còn rất là nhiều cái phần thịt cua này. Cái này em dùng thử miếng này nha. Điểm nha. Ngọt lắm. Đằng này đó, là có lẽ là mình lấy hơi bị ngọt. Mời các bạn nha. Nhưng mà thì vẫn thích ăn thịt cái con tôm này hơn. Con tôm hơn thích con tôm hơn con cua. Em thích ăn con tôm hùm của mình hơn là ăn hai con cua. Mỗi người một ý. Không tin một lát cắt cái con tôm hùm ra ăn đi. Hứa luôn. Em thích cua hùm dừa hơn. Thực ra là khi mà mình đã ăn cái con tôm Alaska nó béo nó ngọt vậy á, thì mình ăn sang con King Rap thì sẽ cảm thấy King Rap không ngon bằng. Mình thì mình thích cái độ mềm mềm dai dai nhẹ và đặc biệt là rất là ngọt của King Rap. Đối với mình thì cái miếng tôm hùm á mà trộn với cái gạch đầu của nó ăn là tuyệt vời nhất. Nhiều khán giả hỏi Diễm là em ơi cái củ hủ dừa sấy khô này thì có làm gỏi được hay không? Đây bà là câu trả lời nha, làm gỏi còn rất là ngon em cả nhà. Lời bạn Diễm, các bạn ơi, con tôm có thể làm khô được hay không? Vẫn làm được tôm khô nha. Củ hủ dừa nếu mà không có con tôm này nó không ngon đâu em. Phải có con tôm. Thế là phải có sự kết hợp của mấy anh em mình nó mới ngon. Còn thiếu gì biết không? Bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm bị xúc à? Đúng rồi, ăn với gỏi củ hủ dừa là quá hợp lý luôn. Vậy thì bây giờ mình ăn gỏi củ hủ dừa, bánh phồng tôm, bánh cua và củ dừa Phan Diễm, tôm của anh Chen đúng không? Ngồi lên cái sắt của Song Hỷ để ăn. Rồi, vô. Mực nữa em, mực nữa, mực nữa. Mực nữa. Sự kết hợp quá hoàn hảo. Không, thật sự luôn á. Vô, 1, 2, 3, vô. Bây giờ có ai ngồi ăn mà ngồi trên cái sắt ăn không ta? Mình nảy ra ý tưởng này Dũng à. Trong hành trình đi Tây đây ra Tây Bắc á, mình sẽ đem theo mấy chục ký củ dừa trên xe. Thì đi dọc đường nếu mà có khán giả nào mà hỏi mua á, mình bán luôn. Mình tưởng là bạn Diễm tặng chứ. Không có lời bao nhiêu đâu. Một ký chừng muốn. Bao nhiêu lời, thật sự luôn. Một cây dừa đốn ra được mấy ký rồi. Một cây dừa mà trồng mấy năm mà hàng sấy khô á là phải 2-3 cây dừa nó mới ra được một ký cho khô. Riêng cái củ dừa thế còn cái cây bán còn nhiều hơn. Đấy. Cái cây làm nhà được nè. Và cái điều em cực kỳ thích là khi mà chặt cây dừa rồi á thì các cái sản phẩm mà của cây dừa mình không dùng tới như lá rồi gốc rồi các cái tàu bẹ nó làm mùn cho đất, rất là tốt cho đất luôn. Khi mà vừa rồi mình về Gò Công á thì mình thấy những cái vườn dừa mà được trồng trên đất trồng xả thì nó tạo nên cái dinh dưỡng cho đất rất là nhiều. Mọi người đều nói là nó sẽ tốt hơn là trồng xả, vì trồng xả thì phải bổ sung thêm rất là nhiều phân bón, trong khi đó dừa thì không. Là hầu như một cái cây dừa là có thể tận dụng được hết luôn. Và cái gốc dừa sau khi mà cưa để ra lấy cái cổ hủ là nó sẽ tự phân hủy ra đất luôn, làm cho tốt đất. Nhưng mà cái này là có con tôm mà bự quá. Tôm này hồi nãy đúng ra là nướng một người một con, nhưng mà Phạm Dũng nó nhìn nó muốn kết hợp với cái củ hủ dừa. Nó nghe là anh ơi xào củ hủ dừa với tôm đại cho em. Nhưng mà cái này là phải kết hợp với củ hủ dừa thì mới ngon được. Thì anh nói nếu mẹ cảm thấy mà để nó tăng lên giá trị của cái củ hủ dừa và con tôm bằng ngư không quá hợp lý. Đây là con tôm của mình, giờ là ăn gần hết rồi, giờ ăn thêm con tôm siêu miệng. Tôm siêu miệng. Cái này bao nhiêu một ký anh? Cái này là 1 triệu 1 ký em. Là khi người ta bắt ngoài biển á là người ta nhập đá luôn. Đúng rồi, là không, người ta đem vô tới đây á là nó nhiều ngày á nên người ta nhập đá ngoài đó rồi đem về đây. Nếu mà mình không bán, mình để đá mình bán á, còn không á mình bỏ vô đông luôn. Rồi khi nào ba xã nó đông tới đâu thì bán cái đó. Vậy thì tôm nó sẽ chấm hơn. Chéo nha. Đây mình đang ăn nè, bây giờ chéo 100 ngàn lọ cho cả nhà. Mấy ngày Diễm đi mọi người ở nhà nhớ ủng hộ Diễm nha. Bạn Diễm vẫn có nhân viên ở nhà và vẫn chốt đơn trên đường đi được. Các bạn có thể gọi vào số hotline của bạn Diễm để đặt tất cả các mặt hàng bạn Diễm đang bán. Hotline bao nhiêu bạn Diễm? 0929 22 99 88. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác luôn. À, đúng luôn. Hai bữa mình đi trên cái quá trình mà đi cưa củ dừa á, lúc em chạy về thì có khán giả gọi em ơi em đang đi ngang hả, đi ngang cần nước Long An, em đang đi ngang hả, hỏi sao anh biết, anh mới thấy xe đi ngang thì cái số điện thoại của Diễm là cái cũng gần cùng số biển số xe.
em đi, mà nếu mà các bạn có đặt hàng ấy thì các bạn gọi cho Diễm qua hai số hotline là 0981128578 và 0929229988. Với các đơn tỉnh thì Diễm nhận thanh toán chuyển khoản từ bên mình gửi hàng nha. Và đặc biệt là các bạn mà nhận hàng của bạn Diễm thì nên quay phim chụp hình lại trước khi bóc tem nha. Tại vì hôm vừa rồi bạn Diễm đã bị một người có ý định lừa. Người ta bóc ra, người ta lấy hàng rồi và người ta bỏ vào ba cục gạch vào trong đó và người ta nói là bạn Diễm chuyển đi ba cục gạch. Và sau đó thì sau một quá trình trao đổi qua lại thì người ta tự nhận là người ta bỏ vào. Tại vì bên vận chuyển can thiệp vào, mình làm việc với lại bên vận chuyển thì bên vận chuyển họ mới điều tra, họ check cam thì mới phát hiện là bạn này cố tình. Bạn đó hỏi em là có đền, nhận ba cục gạch thì có đền không, thì em nói là yên tâm đã mua hàng của em ấy thì có sự việc thì em sẽ giải quyết. Nhưng mà phải quay phim chụp hình trước khi mà bóc. Khi các bạn muốn nói gì về sản phẩm của mình ấy thì các bạn phải có cả một quy trình quay video sản phẩm của Diễm ngay từ khi bóc tem bóc thùng thì gửi cho mình để xử lý. Nhưng mà Diễm bán thật sự là tới bây giờ không bao giờ có gặp cái trường hợp đó. Đây là trường hợp đầu tiên luôn á, nên là mình thật sự rất chân quý khán giả của kênh Phạm Dục, rất là dễ thương luôn á. Nhưng mà nghe trường hợp này hơi bị sốc nha, tại vì thật sự thì chị kêu con gì đi, em đang làm sao mà em mình cạn lời, mình không có gì luôn. Nhưng mà cũng may là nhờ được bên vận chuyển can thiệp, chứ không thôi là mình cũng không có lý gì để mình cãi hết. Là ở bên giao hàng người ta sẽ chụp mình lại, đúng rồi, chính xác vào nên là chết kia chết cái cam lại thì người ta sẽ bao bì, đúng rồi, bao bì trở đi. Trước tiên là giống như bên vận chuyển nhận hàng của mình á, họ sẽ hỏi là đây là hàng gì, thì họ còn kiểm tra để họ mới gửi tới cho liên bên kia. Nói chung là cũng mình cũng phải lựa hàng cái đơn vị vận chuyển uy tín nữa. Mình hiện tại là mình gửi hàng của Viettel Post, thật ra là chia sẻ vui thôi, nhưng mà phần lớn khoảng 99.9% là khán giả của Diễm rất là dễ thương, khách hàng của mình rất là dễ thương luôn. Và mình vui nữa là mỗi lần mình tới đây này lại nghe anh chủ quán kể một câu chuyện, là đặc biệt là những cô chú anh chị từ nước ngoài về quán, có những người là nửa đêm tới đây ngồi ăn một mình với dàn nhân viên của quán luôn, từ nước ngoài về vừa bay về là vào đây ngồi ăn lúc nửa đêm luôn. Khi mà quán chuẩn bị đóng cửa thì anh chị vừa xuống tháng 3 là điện thoại cho anh, thì là anh chị nói là sẽ có mười mấy người, tại vì về mấy người và có những người nước về á thì đã xem những cái kênh YouTube của Dũng, Sapa TV và những cái kênh khác, xem rất là nhiều đây nên sẽ về Việt Nam đặt cái vé ăn rồi xong muốn đi đâu đi là còn cầm nguyên vali, thì nghe rất là vui. Khi xuống là mọi người vẫn còn mệt luôn á, vô rửa mặt xong ra là lấy những cái gì mà ngon nhất làm giống như Dũng Diễm ăn sao lấy vậy đó. Đại loại là mọi người ở bên đó rất là yêu quý hàng. Cũng ăn hết mười mấy 20 triệu đúng không anh? Cái đó là bình thường à, tại vì mình vui là nhiều, biết sao, ví dụ như con ngồi đây này mình rất là thích để cho là khán giả của mình đấy, mà mỗi lần mà tụi mình quay quán nào xong á là tới ăn á là phải là ăn giống tụi mình vậy đó. Nhưng mà rất là cảm ơn mọi người. Nhưng mà Dũng Diễm là chưa ăn tôm nước lèo 300.000, nhưng mà khán giả của kênh Phạm Dũng Ánh Cua là vừa mới xuống sân bay là cũng giống như anh nói đó, là lúc còn ở bên nước ngoài á là đã gọi điện đặt trước rồi, xuống sân bay là phải ship liền. Một tô 300.000 và ăn cắp ngày nha, mà ở một thời gian dài ở tại Sài Gòn. 300.000 thì nó sẽ có gì không anh? 300.000 là một phần là tôm cá rất là nhiều, nói chung là đồ ăn nhiều á, mà kêu một lần là hai phần. Cái đó là tự người ta muốn cái tô như vậy thôi, chứ còn anh cua tô mắc nhất thì như có hơn 100.000 à. Đúng rồi, 100.000, 150 là thấy là rất là nhiều rồi, nhưng mà một tô 300.000 thì bạn tưởng tượng đi, đồ ăn nó phải là gấp 4, gấp 5 lần. Anh Dũng mới nghĩ ra là nói với mình là hôm mà tới quán nước lèo của anh cua mà quán mới phải gọi ủng hộ anh cua 99 cái đầu cá. Mình đã đặt trước rồi, đi Tây Bắc về mình sẽ tới review 99 cái đầu cá. Ba bốn nước lèo mình nên lấy mấy con tôm nước biển á, liên hệ với anh nha. Còn nếu mà em cảm thấy tôm này mà nó không có nhiều á thì lấy hầm xanh cũng được nha. Bốn nước lèo á, tô này lên giá trị nó cao quá anh. Đó. Tại vì cái giá trị của nó phải đi với chất lượng nha. Chất lượng em tới đâu thì giá trị tới đó. Quá đúng.
sự kết hợp rất hoàn hảo. Thật ra là nãy giờ là vừa ăn vừa tâm sự rồi cũng mong là mọi người ủng hộ, nhưng thực ra là nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn ủng hộ anh em mình, điều mà tụi mình anh em mình rất là vui. Còn nếu như không có nhu cầu thì các bạn xem video này, các bạn xem để giải trí và ủng hộ về tinh thần cho anh em mình cũng là cái điều mà tụi mình rất là trân quý tình cảm của mọi người rồi. Bây giờ thôi anh em mình ăn món ốc đi. Mình vẫn còn món chưa ăn đấy. Cái con ốc này là cha sanh mẹ đẻ giờ mới thấy lần đầu tiên luôn. Cái vỏ đâu anh? Nó đâu vậy? Đây. Ủa, anh để kế bên luôn à? Để cho cái vỏ. Ủa đẹp nhờ. Hôm bữa anh là con ốc mà kêu khơi vàng á là lấy rất là cực. Nhiều người tới đây á là quẳng nói á. Đây, bữa lấy con ốc đó bà lâu. Thì rất là nhiều người ta xem ta tới. Thôi có ốc không đó em lấy tàu tài không bán nữa. Con này là sẽ được vệ sinh thêm sạch sẽ và có mặt tại cửa hàng của hải sản Phan Diễm nha cả nhà. Bạn Diễm có biết là con ốc này gần 7 kg đúng không anh? Đúng rồi. Mà cái phần thịt của nó chắc khoảng 7 lạng thôi. Còn lại là vỏ hết nên là cái vỏ của nó là cực kỳ giá trị luôn. Nhưng mà khi mà người ta bán cho mình á, ta căng lên nó là 7 kg mấy luôn á. Mà về tới đây làm như nhả nước bớt gì á, là căng lại còn 6 kg mấy. Anh Dũng ơi, mình mà sau đợt này đi về là mình kiếm tiền để mình đầu tư cái kệ. Tại vì bữa là mới có hai con ốc ốc bự và cũng thuộc dạng hải sản. Không cần ốc kèn. Đây là xem video. Ốc gì không nghĩ? Ốc kèn. Đúng rồi. Xem video này. Vậy là đặt cái kệ chỉ để vỏ con ốc đó thôi. Không. Đây, nhưng mà em hay cái là em ăn ốc á, em đổ vỏ, em không đổ vỏ, em chưng vỏ. Không. Em là có trách nhiệm ăn ốc là mang vỏ về, chứ không phải ăn ốc mà đổ vỏ. Đúng rồi. Không ai phải đổ cho mình, không bắt không. Đúng, chính xác mình có trách nhiệm. Anh ở đây là khách anh ăn anh đổ vỏ không? Không, nhưng mà số phận của anh là anh thích đổ vỏ. Vậy là anh là chuyên gia đổ vỏ. Bây giờ có bao giờ đem cái vỏ đâu về nhà đâu. Đem đổ không? Đây, thôi mình thử cái món này đi. Đây, bạn anh cua thử xem. Con này cái lạ quá. Không hiểu thử này, đi. Phần này nó giòn. Đúng rồi. Anh chủ quán thử nãy giờ xào rất là lâu. Lần đầu tiên ăn này cũng chính xác. Giống rất giống cái cồi sò điệp của Phan Diễm luôn. Hồi nãy em đưa ra đó, ủa sao có cồi sò điệp trong này không? Thịt ốc nha cả nhà. Đây mà cả nhà nha. Ăn thử đó, cái phần này nó giòn hơn này, phần miệng này. Nó giòn á. Trong này có thẳng bờ mà không có nhóc còi sò điệp. Nó cũng mềm mềm rồi. Thịt nó giống như cõi sò điệp mà của Hoàng Diệm ấy. Mà nó có một cái đường dai dai giòn giòn. Chắc là mình phải thử một miếng ngay lập tức thôi. Lấy cái cõi sò điệp á. Đâu cái nào đây, đây. Đây. Mình cứ tưởng nó giòn nhưng nó mềm giống cõi sò điệp anh Dũng ạ. Mời các bạn nha. Con này là 300 mấy chục ngàn một ký đúng không anh? 350. Hay quá. Nhưng mà cái phần này nè, nó phải giống tới 80% á. Chỉ có cái phần này là nó giòn cái cồi sò điệp nè. Nó mềm mềm sụt sụt mà nó có sợi sợi ấy, như là cò sò điệp. Ngon, ngọt. Mà sao con ốc này nó đặc biệt mà giá nó mềm quá ha? Tại vì do là nó không có căng ra được thị trường em. Chứ giờ ốc cát vàng là nó đã định hình được cái chất lượng. Nó vừa thơm mà được nhiều người ăn. Còn như con này là tới bây giờ anh gần 40 tuổi mới ăn lần đầu luôn. Anh không biết nói được. Món này hôm nay em chấm điểm tuyệt đối nha. Tốt ngon, quá ngon. Quá đẹp, đúng không? Có những loại ốc mình ăn ấy là cái vị mình cảm nhận không có rõ ràng về cái mùi thơm nha. Nhưng mà riêng với cái con ốc này là mùi thơm nè, mùi rất là thơm. Thật sự là nãy anh cũng rối lắm. Dũng thấy anh làm gì? Anh cũng chưa biết làm gì. Nướng hay là hấp rừng hay là làm gì? Thấy suy nghĩ không? Nhưng mà cuối cùng là em nói cắt nhỏ ra xào. À không, có nghĩa là anh nói thôi mình xào với củ hành đó. Là cái suy nghĩ mà cuối cùng luôn á. Thì mình nói biết, xào rau biết là nướng hay này kia nọ, nhưng mà em xào rau muống á thì nó giống như những cái con ốc móng tay, nó đơn giản ốc rác đi. Mình muốn làm sao để cho nó đẹp nhất có thể. Vậy là hôm nay anh em mình là người đầu tiên ăn cái món này ở quán Nam Tư Tân Sơn Nhì đấy các bạn ạ. Em nghĩ cũng không có nhiều con như thế này đâu, có nhiều mà con có lẽ là lâu lâu á anh cũng bộc phát thông minh với em. Lâu lâu mới thông minh nhỉ anh. Nó bộc phát á, trong vòng một chút xíu thôi à, rồi còn lại nó lu lắm. Sao mà nó bộc phát? Thôi kể có bộc phát còn hơn là không bộc phát. Một xíu mà để có được một cái quán thế này thì không, mình
mình có quyền sai hết tất cả thì chẳng một lần đúng. Nãy giờ là quên luôn cái con tôm hùm bông. Cái con này là cái con phát triển nghề nghiệp của anh đó. Sao con tôm càng tới nó đó. Nó là cái con nghề nghiệp anh yêu nó lắm luôn. Cái hàng này là hàng rất là nổi tiếng của Việt Nam mình nha các bạn ạ. Xuất khẩu rất là nhiều cùng với tôm hùm xanh. Hứa luôn, ăn là ngon nhất trên cái bàn này luôn. Anh nói thật luôn á, anh biết chắc một điều là tôm này em đã có từng ăn rồi, nhưng mà cái sốt này em chưa có ăn hết. Mà riêng cái tóc mỡ của anh em cũng chưa có ăn luôn. Hàng ngon thì là cũng phải là biết cách làm nữa. Có quan ý anh là vậy đúng không? Chưa chắc. Thì là phải do kể cho bạn ấy anh chị rất là cao luôn, còn phải hợp khẩu vị nữa. Ăn mà không sợ bị ốp là cũng tôm hùm bông Việt Nam mình mẹ. Chưa bao giờ thấy nó ốp luôn á. Hàng mọi người xem cái thịt này. Nói này là chưa nói gì. Có thì gì thôi, mình nói dài là nó chừng rớt cái cách nước tấp mở. Chắc là có à. Chơi cái thịt vàng. Cái đường cà nhẹ mơ. Thịt mới luôn. Mới mua. Bây giờ các bạn thử bấm đồng hồ xem là bao nhiêu lâu bạn xong nghĩ sẽ nói một câu tiếp theo nha. Rồi, cảm ơn chị. Cái này nó có bơ, cái bơ tỏi. Sắp khỏi. Dạ, cô anh. Ồ, bạn Dũng có phần luôn. Mời các bạn nha. Tí nữa mình ăn sau. Anh yêu con tôm hùm này, con tôm hùm này nó mới tạo ra anh được ngày hôm nay nè. Ôi, ngay. Coi hai chị em thi đi, coi ai ăn hết nhanh trước nè. Hai chị em đo đi. Nếu mất bỏ lé mà đâu lấy hai chị em mình hành nhau với bà gà hành hai. Hình như con của mình mặc hơn. Ai ăn xong hết trước là có thưởng không? Em đưa cái chén này anh lấy cái sốt cho em. Cái này giống khi bé khỏe bé ngoan quá. Okay. Hai túi mới được thời, hai túi mới thi. Là mình nhớ tới bé Hải ở khách sạn 5 sao tại Bắc Giang. Đây. Đeo cái khăn này là mọi người. Mời cả nhà nha. Đẹp hai chị khá này hơn kia. Mời cả nhà nha. Để cảm nhận nó đúng không? Giây im thiệt 30 giây chưa dám trả lời. Sao bạn cũng không? Cả mà 29 là gán tới 30. Không, nói chung là cái thịt con tôm hùm bông này nó sắc chắc như trong những cái con tôm mà mình ăn luôn đó. Hồi lúc mà đi Quy Nhơn á là ở một cái resort với em bởi vì mình đánh từ có xem clip á, có xem con tôm hùm bông ăn rất là ngon và rất là chắc, là lúc nào mình cũng chọn hỏi, tuy cái giá nó cao hơn nha nhưng mà mình vẫn thích ăn hơn, tại vì mình chắc chắn một điều là mình ăn hai cái loại tôm hùm rồi thì mấy lần sau là em cứ kêu tôm hùm bông thôi. Nhưng mà em có biết là anh Trang bán tôm hùm này giá mềm với Sài Gòn một ký bao nhiêu anh? Ví dụ xe đây dưới một ký là anh Trang bán 1.4 triệu, còn mà trên một ký anh Trang bán 1.5 triệu, còn là lúc mà chi ăn khách hàng bán 1.3 triệu. Có khi nào tặng luôn không anh? Thích là tặng. Tôi sống cảm xúc. Tôi thấy tôi đúng thích rồi, chưa? Em chưa bao giờ thấy anh cảm xúc cả. Không, em giống như cái sự thông minh anh em là một chút gì đó. Có nhưng mà tới hiếm thôi. Không phải là không có. Nhưng mà tại vì nhiều lúc em tới đây nó chưa có bộc phát. Không phải. Mình tới ngay lúc anh không có cảm xúc. Bởi vì Hồ Quang Hiếu mới nổi tiếng nhà bạn đó. Nhưng mà có một cái điều nữa là hầu như đó nha, những lần mà tụi mình chuẩn bị đi đâu á, tụi mình hay đến đây để ăn, rồi anh em ngồi nói chuyện cho vui là cái thứ nhất này. Mình ngồi đi ăn mình cảm thấy cái vía của quán trước khi mình đi nó cũng khoai thánh với mọi người. Mình phát hiện trước khi có một cái chuyến hành trình quan trọng và đi xa như này thì mình tới mình ăn ở quán anh Chen thì rất là suôn sẻ may mắn các bạn ạ. Em có hay tới bây giờ nha, mình nói vui thôi, mình nói trùng hợp với sự trùng hợp nên mình hay nói là bữa là rửa máy là rửa quán mai, nhưng mà đi đi ăn trước khi đi thì là qua quán anh Chen, rồi khi mà về kết thúc hành trình ấy thì ở chỗ anh mua. Còn hải sản của Phan Diễn thì lúc nào cũng đồng hành theo rồi, không nói thật sự luôn. Vậy là
hợp là bây giờ là cũng có dự kiến là đi Tây Bắc về ghé anh mua. Đúng rồi, đúng rồi. Và đặc biệt hơn nữa là hồi nãy em nghĩ anh Chen có chúc là cái gì mà liên quan đến mua bán làm ăn đấy, thì đợt này bạn Diễm cũng ra để quay về thịt trâu gác bếp, thì biết đâu là đợt này bán nhiều tới mức mà có thể mua két sắt và xong nghỉ. Có giảm giá không? Giảm bao nhiêu? Cái két lớn nhất thì được khoảng bao nhiêu tiền xong nghỉ? Nếu mà làm 10 triệu, 10 mấy triệu có tùy loại. Không, phải sử dụng không, ý là một cái két bự đựng được bao nhiêu tiền thì là cái két bự nhất mà Thông Nghĩ đang bán là đựng được khoảng bao nhiêu tỷ? 500 thì đựng được bao nhiêu? Không, bây giờ hỏi két sắt bao nhiêu lít là biết. Phải gọi là mét 2 chứ. 1m2 hả? 1m2. 1m2 à? 1m2. Nó cỡ gần bằng qua ngang hông mình á. Nó to lắm. Bữa nay chốt một cái đi. Thế thì gì? Tầm mười mấy triệu á. Mười mấy triệu hả? Em mình có bán mấy triệu. Dạ. Có bán mấy triệu. Anh cũng có hỏi em thì phải có cái bự chứ. Em bán cái sắt là em phải bán được mấy triệu tiền. Tại vì riêng mua cái sắt là nó phải có nhiều tiền. Cái đó là giống như là phù hợp, chứ không phải là mua to kèm lạc đâu nha. Phải bán mấy triệu tiền. Phải bao giờ là mấy điểm tiền? Không, đi bay bắt về hả? Bay về chứ chưa, bây giờ chưa có bay. Nói chung là ngày hôm nay là mình rất là vui vì có một cái bữa ăn thế này trước khi đi. Hy vọng rằng cái hành trình mà tụi mình đi Tây Bắc ấy thì sẽ nhận được sự ủng hộ của đó tất cả các bạn. Mình chưa có một cái kế hoạch gì hết đây, đi là cứ đi thôi chứ chưa có kế hoạch gì hết. Thì hy vọng là nếu mà có cái gì đặc biệt trên các tỉnh thành từ Sài Gòn ra tới ngoài các tỉnh như là Tây Bắc, là Ba, Hà Giang, thì các bạn comment luôn cho mình những cái gợi ý. Và các bạn follow thêm kênh fanpage Phạm Dũng nha, mình sẽ cập nhật những hình ảnh ở trên fanpage Phạm Dũng. Hy vọng là chuyến đi này thì mình sẽ giúp bạn Song Hỷ có thật là nhiều trải nghiệm trong cái chuyến đi đầu tiên trong đời và đáng nhớ nhất trong đời luôn. Và mình sẽ có thật là nhiều clip hay để gửi đến khán giả kênh Phạm Dũng. Và lúc trở về thì hẹn gặp lại tất cả các bạn ở quán Bún Nước Lèo 99 cái đầu cá của Ánh Cua. Và sau đó thì mình sẽ lại ghé thăm một loạt các quán của những người anh, người bạn mình. Còn clip này thì chắc là bây giờ anh em mình sẽ kết thúc ở đây. Để chắc là mình phải ăn một chút các bạn, tại vì nãy giờ cũng rất là đói rồi. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo mình nha. Thì anh cũng muốn nói với Phạm Dũng là chuyến đi của em là thượng lộ bình an mà thành công viên mãn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào các bạn nha.